Đến với vlog của mình thì bây giờ là mình chuẩn bị đi giao cái xe này cho khách. Nó chỉ giao chứ phải ra coi nó chịu ưng ý không, nó mua cái giao nhưng mà khả năng là mua rất là cao, tại vì cái giá mình để là rất là mềm. Thì sẵn trên đường đi thì mình cũng review con CB400 này. Đây cũng là dòng được chuộng nhất ở Việt Nam mà cũng như là chuộng nhất ở trên thế giới. Thì công nghệ nó không có gì đâu nha anh em, nhưng mà về độ bền á thì nó là thuộc dạng những chiếc xe top về độ bền trên toàn thế giới. Chẳng về tại lý do nó bền nó cũng không có gì hết, tại vì do đồ nó làm cũng là tương đối dày thôi. Máy không có mạnh so với một chiếc 400 bốn máy mà tốc độ mất biết chỉ có 180 thì rất là bình thường thôi anh em. Nhưng mà đặc trưng của CB400 được mọi người yêu thích đó, đó là độ bền và tiến bộ của nó thì không có nhiều người gọi là ưa thích hơn là độ bền. Nhưng mà nếu ai mà mê cái dòng CB400 mà là Hornet thì rất là thích, tại vì cái tiếng rít rít của nó khi mình chạy á, ô nó rất là im, nhưng mà khi mình kéo ra nó có cái tiếng rít rít đó, anh em thấy không? Mà mình đang đi cái bu zin luôn nên nghe nó rất là hứng thú. Thì sẵn đây mình nói á, riêng cái dòng CB400 này, anh em mà muốn chơi ở Việt Nam á thì cái điều đầu tiên anh em nên cẩn thận á, đó là về mặt giấy tờ đó. Thì rất nhiều về giấy tờ, mình sẽ nói một số giấy tờ đang có mặt hiện hữu trên thị trường hiện nay. Giấy tờ đầu tiên đó chính là giấy tờ hợp lệ. Thì anh em họ không biết tại sao họ lại dùng cái giấy tờ hợp lệ. Đáng lẽ giấy tờ hợp lệ là phải dành cho những cái xe nào mà nó giấy chính thống thì mới gọi là giấy tờ hợp lệ đó. Nhưng mà cái ngôn ngữ mua bán họ dùng giấy tờ hợp lệ. Thật sự ra ở đây nó sẽ có hai nhánh. Giấy tờ hợp lệ cái điều đầu tiên đó chính là những cái mảnh giấy gọi là cho có cái giấy thôi. Mình thường hay gọi vui là giấy gói bánh mì á. Khi đó mà các bạn chỉ cần chơi xe lâu năm thôi, các bạn nhìn là đủ biết giấy giả rồi, chứ đừng nói chi là công an họ nhìn chạy mấy cái tờ giấy đó đôi khi mất xe nè, mất tiền làm giấy nè, mà còn bị ghép vô mấy cái tội hình sự nữa đó. Thì anh em nên né né cái giấy đó ra, không nên chơi. Và cái thứ hai đó chính là giấy thanh lý một chỗ. Thì giấy thanh lý một chỗ này á, đúng nghĩa của nó đó là bởi là do những ship lớn làm. Phôi thiệt, người gia dụng làm ra phôi thiệt. Thì các anh em chạy nói chung là nó hoàn toàn mang tính chất pháp lý ok. Nó làm dựa trên số khung số máy zin của xe luôn, không đục đẽo gì hết đó. Thì anh em chạy là ok lắm, nhưng có điều anh em không sang tên được thôi, vì nói chung là nó có nhiều vấn đề không sang tên được. Thứ nhất có nghĩa là gốc nó mang một gốc xe khác, và thứ hai có nghĩa là một gốc thôi nhưng mà rất là nhiều thằng con, nó đại rác ở nhiều tỉnh, thậm chí nhiều bản số với nhau tùy mấy ship làm thôi. Còn cái thứ ba đó chính là giấy thanh lý hải quan và giấy hải quan chứng nhận. Thì hai cái giấy này nó về mặt pháp lý nó đều là giấy sang tên được, không bàn về chuyện đó, nó sang tên đầu quốc. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai á, cái vấn đề nhạy cảm nhất á, là nguồn gốc xe. Nguồn gốc hải quan chính nhập thì anh em biết á, nó là nhập mới nên anh em sẽ yên tâm lắm, nói chung là coi xe kỹ xíu là mua lại cũng yên tâm. Còn cái nguồn gốc về xe thanh lý á, nó rất là nhiều nha. Thanh lý do tịch thu được của buôn lậu nè, thanh lý vắng chủ nè, thanh lý tai nạn nè, thanh lý các kiểu, ABC các kiểu. Nói chung là nếu mà mình xui mà mua chút thanh lý tai nạn á là đổ bệnh á, tại những cái xe đó nó được bùa phép, được bùa chúa lại. Nên anh em đó, bởi vậy anh em thấy nó sẽ có hai sự chênh lệch về mặt giá cả giữa thanh lý hải quan và chứng nhận. Mặc dù hai xe được sang tên được thì đôi khi đổ keng nó vẫn giống nhau luôn, nhưng mà chênh lệch về giá cả nó rất là nhiều, đôi khi là mấy chục triệu, thậm chí là lên tới hơn 100 triệu cũng có, cùng xe cùng đời luôn. Còn một cái loại giấy nữa mà anh em hay gọi vui là giấy mẹ bồng con á, thì cái giấy đó nói chung là nó hơi phức tạp cái chỗ mà bồng bế, có nghĩa là một bộ hồ sơ xe khác, các anh em mua một xe khác về, các anh em dựa trên chiếc xe đó mà các anh em làm, anh em đục số khung số máy theo giấy tờ đó luôn, anh em chạy ngoài đường view thoải mái. Nhưng mà với điều kiện là phải đục đẹp nha, còn đục xấu là bị bắt rồi bị ghét cho tội này tội kia mệt lắm. Nhưng mà anh em á, lúc anh em làm á, thì thật sự chiếc xe nó có gốc, nhưng mà chỉ cần mẹ nó được giao dịch, được mua bán, coi như là chiếc xe của anh em sẽ trở thành xe giấy tờ hợp lệ bình thường, là cao bạc chỉ để đi thôi chứ không còn gốc nữa. Nếu mà chết gốc thì vẫn bị hốt như bình thường. Đó là tất cả các loại giấy tờ ở Việt Nam anh em chạy nên tìm hiểu.
Thì xe B400 này nó rất là nhiều người sở hữu nên cái việc giấy tờ nó phức tạp rất là nhiều. Thì dòng xe B400 này bây giờ giá cả của nó là ngang tương đương với giá 1.000, chứ không có thua kém gì hết. Nhưng mà anh em chơi dòng này nó có một cái yếu điểm là bề ngoài nó không đẹp như giá 1.000 thôi, nên đó cũng tùy người nhìn. Thứ hai, độ hầm hố mã lực không bằng. Nhưng mà cái điều mà đáng quan tâm nó dành cho những người nào mà chơi mà gọi là chắc chiêu góp ghém thì là cái giá trị bán của nó là rất là cao, nó gần như là lỗ xuất đỉnh thôi, tại vì cái dòng xe này ít người bán lắm nên cái sự mà hao hụt về tài chính khi mà chơi đồ bán nó ít hơn là những cái dòng xe thương mại rất là nhiều. Còn điểm mạnh duy nhất của nó mà mình nói đó là về độ bền thì nó vẫn giữ tới bây giờ. Thì các đời như là bắt đầu từ 2000 đó là VTEC 1, VTEC 2, VTEC 3 trở lên á thì nó sẽ có thêm cái phần mà công nghệ VTEC. Thì công nghệ VTEC nó chẳng qua là một công nghệ tiết kiệm xăng thôi anh em. Cái công nghệ đó nó có tác dụng là vậy, khi anh em chạy dưới cái vòng tua VTEC á, tùy đời và vòng tua nó sẽ chênh lệch nhau khoảng 700, mà thường thường nó mở vòng tua VTEC ở 6000 mấy á, thì anh em chạy dưới vòng tua đó đó, vòng tua mở VTEC thì nó chỉ chạy có 8 van thôi, rất tiết kiệm xăng ở trong phố. Còn nếu mà anh em chạy trên vòng tua đó thì nó sẽ mở hết 16 van cho anh em, thì anh em chạy rất rất mạnh. Chứ một chiếc xe mà 400 ăn tối mà mất đi chỉ có 180 thì đó là một con số rất là bình thường, nhưng do rất là bình thường nó sẽ tạo nên cái độ bền đáng kể cho xe 400 đó. Thì anh em chơi cái dòng này không bao giờ sai đâu, nhưng mà giới chế điều kiện là anh em đừng có máu lửa cái vụ mà tốc độ, hoặc là máu lửa cái vụ mà hầm hố bên ngoài á, thì anh em chơi cái dòng này rất là ok, very good. Thì anh em có thể tìm hiểu thêm và nhờ một số anh em nào hiểu về máy móc coi xe rồi xác định chính giấy tờ thì sang tên được thì mình chơi, không sang tên được thì thôi, rồi vậy thôi. Chứ xe 400 mua không có lầm đâu, nó cũng ít có lỗi lắm, xe bình thường là nó không có lỗi, nó không có công nghệ gì để lỗi đó nha anh em. Bây giờ mình cũng tới chỗ để chuẩn bị giao dịch xe với khách rồi, thì một chút mình sẽ nếu có điều kiện mình sẽ quay luôn cảnh anh em giao dịch. Rồi, xin chào anh em nha. Quán cà phê này mình cũng có điều kiện một lần rồi mình hay uống cà phê Trung Nguyên, đối diện với siêu âm kỹ thuật Nguyễn Phước. Giao dịch đã không thành công, hai bên không có thương lượng được về mặt giá cả. Thì không, nói chung không sao, anh em cũng chơi chung mà vui vẻ thì bán, còn mấy thì cứ để lại chạy thôi. Xe này cũng là một chiếc xe tốt. Thì bây giờ Liêm sẽ đi về nhà tiếp tục công việc hàng ngày, đó là bán cá beta. Thì anh em cứ qua tường của Liêm á, nick Facebook của Liêm là Đặng Thanh Liêm á, thì anh em cứ có mua cá thì ủng hộ Liêm, hoặc là làm hộ thủy sinh thì ủng hộ Liêm. Giờ nói chung là tại vì cái nhà của Liêm á, nó vợ thì làm dạy trẻ rồi, cho nên phía trước không có còn làm những cái gì mà nó mất vệ sinh được, cho nên không có còn làm xe mô tô được. Chắc 21 chờ bóng đường xong sẽ mở lại gara cũng ở gần nhà thôi, cũng ở địa phận quận Thủ Đức thôi. Chứ còn hiện tại thì bây giờ chưa làm được, nên sẽ làm chính là trang trí hồ thủy sinh và nuôi cá beta. Anh em nếu mà có nhu cầu về hai vấn đề đó thì qua ủng hộ Liêm. Địa chỉ là 20 đường 9 Linh Sơn Thủ Đức nha. Sẵn PA một tí trên blog của mình mà. Thì Liêm cũng sẽ rất là cảm ơn anh em. Thì hôm nay cái vlog của Liêm nó cũng đã đạt được gần 1.000 sub rồi, hình như là tối đêm coi là chỉ còn thiếu mấy người nữa là 1.000 sub rồi, nó sẽ gọi là chính thức đạt được những cái quy chuẩn đầu tiên của một cái vlog có thu nhập trên YouTube. Thì tất cả các điều đó Liêm có được là do sự ủng hộ của anh em. Thì Liêm không biết nói gì hơn là ngoài là cảm ơn anh em và mong anh em luôn luôn ủng hộ kênh của Liêm, sẽ liên tục ra những cái clip và review cho những anh em những cái chiếc xe mà gọi là tốt nhất, làm những cái clip mà ý nghĩa cho anh em coi, chứ không có làm những cái clip là kiểu mà câu like câu view, tại vì nó là cái chất của Liêm. Thật sự thì Moto Vlog nó là một cái cá nhân bằng video thôi,
nên cái chất của mình làm sao thì mình cũng làm y chang vậy, không có cần phải bắt chước cho người khác. Nếu anh em góp ý về mặt nội dung nè, về mặt góc quay hay về mặt bất cứ cái gì thì Liêm sẵn sàng tiếp thu và sẽ chỉnh sửa theo ý kiến của nhiều anh em. Nhưng mà nếu mà kêu Liêm làm một cái vlog để giống ai đó thì chắc điều đó Liêm làm không được đâu. Tại vì đây là cái vlog của nhật ký của Liêm, thì Liêm muốn làm đúng cái chất đó, thì từ đó cái lượng người theo dõi á nó sẽ theo Liêm rồi gọi là lâu dài, tại vì họ thích những cái gì mà thuộc về Liêm. Thì Liêm xin chân thành cảm ơn anh em. Bây giờ một ít kế tiếp của Liêm sẽ là 10.000 sub. Mong anh em luôn luôn ủng hộ kênh vlog Liêm Râu nha. Rồi, xin chào anh em, Liêm cũng sắp về tới nhà rồi. Thôi để Liêm quay cái nhà của Liêm và cái dàn cá beta để cho anh em có cái tưởng tượng sơ bộ. Chứ là nếu mà hai cái clip này mà về mà chỉnh sửa video clip thì nói chung là cũng khá ngắn, chưa có gì dài. Đây là nhà, cái đường của nhà Liêm. Cô nãy là mạng của mình á. Đó, cá hơi bị nhiều nha anh em. Đó, đây là dàn cá thủy sinh. Hồ thủy sinh mình làm sẵn setup cho một số anh em nào mà thích thì lấy thôi. Đó, quá trời quá đó. Này con gái quạnh trâu à. Này thôi chào anh em nha, kết thúc video clip ở đây nha.